quân nhân, bộ quần áo và đôi giày, mà ngày nào anh không kịp lấy, để mình trần chân đất gót nhanh, đàn xung đồng anh nào cần chi. Tại vì sao anh quân nhân ơi, quân không có giày không còn, nào đâu rồi phần lưng cộng đen, thế giờ này manh giáp ta ơi, giờ cuối đời nhớ lại những thế. Trả lại đây ngày tháng đắm chìm phê pha, bên gái bên tiền bên rượu, đời ăn chơi bấy vùng hóa chi. Trả lại đây bày ăn hại nên suốt đời bám tiếp ngoài ba, trả lại đây cho thân ba que đừng cai biến đắm đen đường, để một đời cha ông nhục nhà, để đời đời con cháu được nghe về quân lực nu càn an cư. Tất cả những bản tên đường mang tên các tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa trước kia đã bị thành phố gỡ xuống và thay vào đó là những bản hiệu với tên đường khác. Cái háo danh, cái quý vị quá trào, và cái tôi quý vị quá trào, và quý vị nghĩ rằng là quý vị là cái vốn của quốc trọng. Cái tên đường nó không làm cho chúng ta được cái gì cả, ngoại trừ gây ra cái sự tích giữa cộng đồng của người Việt và những cộng đồng khác. Chờ bài đây, ngày tháng đắm chìm phê pha, bên gái bên tiền bên rượu, đời ăn chơi bấy vùng hoa chi. Trả lại đây phù phiếm với cả tha hoa, quân tướng một bầy ăn hại nên suốt đời bám đít ngoài ba. Trả lại đây cờ xanh với càng chiến thắng, giữ lấy biểu tượng nu càng để ngày sau muôn đời ghi nhớ. Là người ba quen.